dễ nhưng mà khó. Ừ. Tất cả những đứa mà gần kiệt á là đa số là có cái sứ mệnh, đứa nào cũng có bằng tay chị em mở hết á, từ Hằng Nga tới Ngân hay là Veronica hay là kiểu Thu Ba hay là bên Houston đó, mấy đứa đường đứa nào cũng có hết. Thì là chúng ta là ở cõi trời xuống, khi sư phụ nhảy dù xuống thì mấy đứa cũng nhảy theo. Nhưng mà người cõi trời xuống, cái tư tưởng, cái suy nghĩ, lời nói, hành động đều khác hơn là người ở địa ngục lên nha quý vị. Hay là súc vật đầu thai, nó cũng còn mang di, cũng còn ham dục hay là ham ăn, ham tùm lum. Người cõi trời xuống khác, nó có khác là khác ở chỗ đó. Nhưng mà cõi trời xuống, nhiều lúc chúng ta mang thân người đất nước gió lửa cũng bị nhiều cái áp lực của vật chất, thì cũng có một chút đố kỵ này đố kỵ nọ, nhưng mà sư phụ hy vọng nó sẽ qua, tại vì mấy vị nói là chuyện nhỏ ai cũng vậy. Thì khi mình biết mình lỡ cõi trời xuống mà mình còn bị cái tánh đó thì huống hồ chi những cái người cõi thấp lên, cõi địa ngục lên, hay là cõi thú đầu thai, hay củ quyền cô hồn cốt đảng ngạ quỷ đầu thai, thì họ tánh họ như thế nào, họ còn quái ồ hơn nữa, họ còn dữ hơn nữa, thì lúc đó mình phải thương họ nhiều hơn. Cho nên những ý sự nói lại, những anh chị em trong nhóm phải tự tạo công đức. Khi mình có nhiệm vụ xuống đây là mình đi độ đời, chứ không phải là mình đi lo mấy cái chuyện li ti lý tí này. Có nghĩa là mình phải nhìn rộng hơn, mình làm sao tôi đi về trời, tôi được các vua Phật cho tôi cái bông sen, tôi cho tôi ngồi. Sư phụ không có thưởng đứa nào từ tiền đô cho tới gì hết, không có thưởng. Đứa nào cứ làm, cứ mở Facebook, cứ mở YouTube, cứ nói về cha về mẹ, cứ nói những gì trong cái điển của mình, trong cái ý nghĩ tư tưởng của mình, để mà cho những người thân của mình hiểu và bạn bè mình hiểu. Thì một người hiểu thì nó sẽ lưu truyền cả gia đình đó, rồi từ gia đình đó nó đời đời nó sẽ lan rộng ra. Nó cũng giống như mình gãi hạt giống vậy đó, nó mọc lan ra. Thì cái YouTube, Facebook nó sẽ độ và lập công đức rất là cao. Cái những đứa thì hôm nay hiểu á, làm thơ hay là biết làm video, làm movie hay làm một cái clip short short chừng một phút cũng được, mà ngồi làm cho một người thức tỉnh á, là biết bao nhiêu công đức. Thiên tấn kiệt này không có trả công, chẳng thưởng đứa nào hết, mà làm chặt là bị dũa. Nếu mà tổn thương hay là bị ảnh hưởng tới cái Thiên Long Sơn với Thiên Tâm thì phụ la, nhưng mà làm trúng cũng chẳng thưởng nữa, vì trời cha thưởng. Rồi vì nhiệm vụ ngày xưa nhảy dù xuống, ai kêu hứa cho đã, hứa là phải gán làm. Thiệt mà, không có duyên sức mấy ở gần nổi sư phụ. Thì cứ cái đó là cái công đức. Còn xuống đây những chư thiên như các đệ tử mà từ ở đây tới Houston á, thường thường xuống á, nếu mà con có ma quỷ á, hay là ở những cái cõi ấy, họ có đủ điều kiện giàu có sung sướng. Còn những chư thiên mà thiện nguyện xuống, trừ khi những chân mệnh cao thì là khác nha. Chứ phụ chỉ nói là chung dung những người bình thường, những chư thiên bình thường xuống để mà hộ pháp thời nay á, đa số mình nói là bề trên không có cho nhiều tiền mà cũng chẳng có cho nghèo, vừa đủ sống. Tại vì nhiều tiền á sẽ quên đi nhiệm vụ, đó là thật á. Mà nên nhớ, mình phải để ý trong đường đời á, những chư thiên mà theo hộ pháp thời nay với thiên tướng chuyện này xuống trần á, là cuộc đời lúc nào cũng có lận đận lao đao. Tại lận đận lao đao á, mình mới biết đá biết vàng, mới biết bậc anh tài. Khi mà xuống á, mà bị rớt xuống á, đó là cái thử thách của mình. Còn cái gì mà cũng thuận lợi hay xưa gia đình giàu có đầy đủ sung sướng á, thì cái đó là không có làm được chuyện công đức, đó không phải là người mang sứ mệnh. Mang sứ mệnh đa số là long đong lận đận, nhất là chuyện tình cảm á nghe.
mình phải đi cặp mình phải đi quen với mấy cái người hung dữ, ở cõi khác nó phải hung dữ, cõi thấp thì nó hung dữ, thì từ đó mình mới biết khổ. Sau này về trời á, mình mới thấy trời ơi sao hồi xưa tôi xuống trần tôi lại quen với cái thằng cốt con gấu chi, tánh của nó như gấu, nằm gần nó hôi vậy mà tôi cũng chịu nổi, ví dụ vậy đó. Tại vì cái cốt của mình á, nó nằm ở trong cái, nó nằm ẩn trong cái thân hình con người mà mình không biết cái người phối ngẫu của mình là cốt gì. Có nhiều lần sư phụ nói chuyện với cha với mẹ hay là mấy chư thiên trên trời, sư phụ mang mấy người mà gọi là lì lợm không tin á ngồi kế bên, mấy vị không có thích, trời ơi mang con heo vô trượt nó thúi. Nhưng mà con người thì mình nhìn cái hình người, nhưng mà thật sự bên trong á, ẩn bên trong là một cái con thú. Con thú thì nó cũng có mùi hôi của con đó đó. Rồi cái khi mà có một lần lâu rồi, chùa mở nhãn thông cách đây mười mấy chục năm, nhìn qua cái người nằm cái bên mình á, mặt thấy gớm. À mà lúc mà không có nhãn á, thì nhìn hồ đẹp lắm không? Hung đồ không? Mà tới mở nhãn ra là quảng hồn. Thì cho nên cõi trời với cõi thế gian nó khác nhau nhiều cái đó. Tại mấy con không có biết, đừng tưởng ai cũng giống hệt ai. Hồi xưa cái núi này cũng vậy, có thằng Huy nó ở trên chùa Kim Sơn xuống đây, nó là phụ trồng cây rồi nè, những năm đầu rất là cực. Cốt của nó là con chó, tự nhiên nó thích chó, nó thấy chó hoang nó đem nhà nuôi mười mấy con á. Ngày nào làm xong ở núi này nó cũng đi mấy tiệm phở vòng vòng đây nè, phở góc đường này, nó lụm mấy cục xíu quách về, nó chó ăn nhảy vô thùng rác mới bươi bươi lụm vậy đó, cực vậy đó. Được là nó là cốt chó cho nên nó thích chó. Mà có một lần nó ngồi đây thì thường thường làm chung, hồi xưa cũng vắng vẻ lắm, thì mấy vị về mà có nó là mấy vị không ưa. Trời ơi con có con chó ngồi đó thôi, chư thiên sợ nhất là mùi hôi. Thì nhưng mà cơ thể sư phụ thì khác, khác hơn người thường. Phụ có bảy dòng hào quang, mùi thơm không ạ? Mà mấy con muốn cái đó đó, là mấy con phải gán tu. Tu để mà thường thường mấy đứa cõi trời đó ít bệnh hôi hay này nọ nghe. Tự nhiên nó vậy, để ý đi. Mình mà có thằng chồng hay có thằng vợ nó hôi quá là coi ra nó cõi nào, mà có trời ít có bị mấy cái đó. Nói này người ta nói mình kỳ thị không ta? Không, nó là thiệt. Tại vì sau này nhân loại sẽ hiểu là về vô vi cõi trời với cõi này nọ đó đều là khoa học hết, nó là thật hết. Mang cái thân người này nè là do mình ăn đồ ăn và do cha mẹ trần sanh ra mình, thì mình có cái dung mạo như thế thôi, chứ bên trong mình là một con người khác, hoàn toàn là một người khác. Cũng giống như Kiệt vậy, ban đêm ngủ Kiệt đi ra, Kiệt mặc áo lông bào đàng hoàng, một thái tử rất là đẹp trai. Ở đây thiếu người biết, mấy người có thần thông mở nhãn thấy tướng của Kiệt là quảng hồn, không phải xấu như kiểu này. Còn kia làm gì có mắt kiến cận. Hỏi hồi xưa mấy ông thầy Gia Tạng mà không biết mặc đồ trắng thiệt là này. Mà có những lúc mà áo lông bào này. Hello mấy huynh, huynh ở đâu à? Eo ơi hả? Thứ hai hả? Lái có 5 tiếng. Dạ, đi hồi 5 giờ sáng. Ăn coi ăn gì chưa? Dạ, ăn này có xôi kìa. Mấy đứa lấy mời xôi mời ăn đi. Ở người cầm dĩa xôi ăn đi, chơi thụ xin dĩa xôi. Cứ để đồ ăn trên bàn này vừa ngồi nói chuyện chơi mình không à, nói chuyện đơn giản thôi mà. Đơn giản như giản đơn vậy đó, nhưng mà nói thiệt. À, cứ việc hỏi mình đây là thoải mái, cứ muốn hỏi gì hỏi, trả lời được cứ trả lời.
Đâu có gì đâu, mình ngồi đây à, lúc nào cũng lo cho núi. Đâu có dám đi đâu chết nhát. Mình là thấy mặt vậy á, có tim thỏ, sợ ra đường nó bị mấy thằng Hoa Nam với mấy thằng nằm dùng á, nó quýnh. Cho nên tối ngày cứ rút trên núi không à. Không có dám xuống núi. Tại vì ở trên cho mình biết sau này cái màu vàng là cái màu cứu dân tộc. Cái ở bên kia dĩ nhiên người ta chỉ thích màu đỏ, cái họ lại ghét mình, thấy không? Nhưng mà ghét đó cũng không đúng. Mình nói là về mình nói theo cái định hướng. Thì nhưng lúc đầu là như vậy để mà Liên Hiệp Quốc thừa nhận cái cờ vàng ba sọc đỏ để cứu dân tộc. Sau đó họp hết cả nước lại, lúc đó mình mới có một cái lá cờ thật sự để mà hòa hợp cả nước. Chứ không phải mình ý là mình chống cộng hay mình chính trị hay là hay mình mượn tâm linh mà nói chính trị. Mình không có thích gì của thế gian này hết, chuyện này không có thích gì thế gian hết, thì chỉ làm nhiệm vụ cho bề trên thôi. Còn những người mà cực đoan á, mà ghét kiệt á là vô lý, quá vô lý. Ok rồi, tới phiên bác hỏi. Tại vì thường thường á con vừa bể máy á, thì con cho con nói chuyện sơ rồi lúc đó mới tới thôi. Lúc nào nói xong tới lúc hỏi, lúc hỏi thì xong lúc nói, không hiểu không? À, chứ không phải mà bác đi vô phòng mà bác sĩ đưa tay cái là bác sĩ khám mạch liền, phải không? Nó phải khó cái đó. Lần đầu tiên lên không biết. Nhưng mà con đã kêu bác ngồi xuống rồi, bác còn không chịu ngồi. Để cho quay cái xin á. Cái nào nó không có khúc có đoạn gì. Ca vọng cổ mình phải nhẹ dạo trước, phải không? Rồi bắt đầu mới vô ca sĩ rồi vô ca. Còn giờ bác muốn hỏi gì bác hỏi đi. Cái thầy là không có hỏi, thầy trước con bệnh đó thì ở nhà Phật đã có nguyện cha với mẹ cho con qua cái cơn nguy kịch. Thì con qua được rồi thì hôm nay lên là xin lễ cái mổ với cha mẹ đó để tạ ơn thôi, chứ con không có xin gì hết. Mừng á, nhưng mà đâu phải là nó quan lần cái là nó hết luôn. Yeah. Biết đâu ngày mai nó bị nữa sao? Cái hôm đó là bị cầm máu não, bị nổ. Chuyện đời khó đoán lắm. Yeah. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mình biết thân người thân tứ đại lúc nào cũng bệnh, mà mình cứ mò mẫn không qua nổi mấy bát sầu á. Thì hôm nay mình biết được có cha có mẹ giúp mình qua được một lần, nhưng mà cha mẹ đâu có giúp hoài đâu. Nhiều lúc cái giúp đây nè, để bà trên nhắc nhở. À, quay đầu nghe con. Thì bây giờ đi lấy cuốn kinh cho nó về nhà đọc. Thì qua mai nó không còn tái bệnh. Mà nếu không á là nó diễn bệnh á, tiếp tục nữa. Dạ có thỉnh cuốn về. Về mà đọc chứ không phải thỉnh để ngó. Nhưng mà nơi này á, không phải nơi bình thường, nó là thánh địa, nó là một cái nơi rất là linh thiêng. Ở đây á, mà những người mà có nhãn thứ ba mà ngồi thiền ở đây á, sẽ thấy cái này như là ở New York Times Square vậy, mấy chư thiên đi đầy cái sân này á, không phải chỉ riêng có chúng ta đang ngồi đây đâu nghe. Nó khác hơn những cái chỗ khác.